Lexus được đọc tiếng Nhật là Rexasu. Tên thương hiệu có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là ghép của cụm từ luxury, sang trọng và elegant, đẳng cấp. Và cũng có thể hiểu theo nghĩa thứ hai là luxury export to US, xuất khẩu sự sang trọng tới nước Mỹ. Như các bạn đều biết thì thương hiệu Lexus trực thuộc thương hiệu mẹ là tập đoàn Toyota của Nhật Bản. Và ra mắt tại Mỹ vào năm 1989, Lexus nhanh chóng trở thành thương hiệu xe hơi hạng sang bán chạy nhất tại đây. Tính tới năm 2006, Lexus đã có mặt tại 68 quốc gia trên toàn bộ lãnh thổ thế giới. Và tính đến tháng 2, 2019, Lexus kỷ niệm 30 năm và cho ra mắt chiếc xe thứ 10 triệu. LS chính là dòng sản phẩm đầu tiên của Lexus. Cái tên LS được viết tắt bởi cụm từ Luxury Sedan, tức là chiếc sedan sang trọng. Ra mắt năm 1989, LS đã làm cả thế giới phải kinh ngạc bởi thí nghiệm đặt một dàn ly rượu châm banh trên nắp capo mà không hề rung động khi chiếc xe vận hành ở tốc độ 140 dặm/giờ. Và ngay bây giờ đây, các bạn hãy cùng Thành khám phá hai tuyệt phẩm LS500 và LS500H. Cả hai chiếc xe sở hữu chung kích thước tổng thể là 5.235mm chiều dài, chiều rộng là 1.900mm và chiều cao là 1.450mm. Chiều dài cơ sở đều là 3.125mm. Chiếc LS500 có khoảng sáng gầm xe là 165mm, còn chiếc LS500H là 169mm. Dung tích khoang hành lý của hai chiếc xe đều là 440 lít, dung tích bình nhiên liệu là 82 lít. Hai chiếc xe chỉ khác nhau bên ngoài bởi hai cái logo. Các bạn để ý thấy, nếu mà logo màu đen là chiếc xe 500 và chiếc logo màu xanh blue ở đây thì là chiếc 500H. Điều khác biệt cơ bản của hai chiếc xe đến từ khối động cơ. Mời các bạn hãy ngắm nhìn. Chiếc xe LS500 được sở hữu khối động cơ 3.5 lít V6 phun xăng trực tiếp, công nghệ turbo tăng áp kép. Bạn thấy ký hiệu twin turbo ở đây. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, sản sinh công suất cực đại là 415 mã lực tại giải vòng tua 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại cực lớn nhé là 599 Nm tại giải vòng tua tối thiểu là 1.600 vòng cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Với một chiếc xe kích thước to và dài thế này chỉ mất 7,5 giây. Với mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình cỡ khoảng 100 cây khoảng 12 lít thì chiếc xe này cung cấp lại cho chủ nhân của nó một cái khả năng tăng tốc hứng khởi, vận hành rất thể thao. Còn ai yêu thích sự êm ái mượt mà thì Thành xin chia sẻ với các bạn, đó là mẫu LS500H sử dụng khối động cơ 3.5 kết hợp với một động cơ điện nữa cho tổng công suất cực đại là 358 mã lực. Chiếc xe này có ưu điểm là khả năng tăng tốc rất nhanh, độ vọt rất nhanh kể từ khi vòng tua máy thấp. LS500H mất 5,4 giây để đạt từ 0 đến 100 km/h. Và mức độ tiêu hao nhiên liệu thì cỡ khoảng 100 cây từ 6 đến 7 lít mà thôi. Và cái công nghệ này là công nghệ hoàn toàn mới của Lexus từ trước đến nay về công nghệ pin. Nếu như các bạn thấy ES300H, RX450H là công nghệ pin dạng niken truyền thống của Lexus thì chiếc xe này sử dụng công nghệ pin là pin lithium. Lithium thì cho cái tuổi thọ cao hơn, khả năng tích trữ năng lượng nhiều hơn và bảo vệ môi trường xanh hơn. Và cái công nghệ này các bạn thấy ở trên thân cửa nhé, hãng có một cái dấu biểu hiện rằng là công nghệ này là công nghệ mới, đó là biểu hiện Multi-State Hybrid. Thì Thành xin chia sẻ ngắn gọn như thế này. Nếu như động cơ Hybrid thông thường thì cho phép chiếc xe chỉ vận hành ở chế độ điện ở tốc độ tối đa là không quá 55 hoặc 60 km/h, thì chiếc xe này có thể vận hành, nếu trong điều kiện bộ năng lượng pin tích trữ năng lượng đầy đủ, thì có thể vận hành chế độ hoàn toàn bằng điện ở vận tốc có thể lên đến 120 km/h. Chiếc xe với một động cơ điện và một động cơ xăng được cùng truyền lực trên cùng một trục, khả năng vận hành hoàn toàn hứng khởi và mạnh mẽ, tăng tốc rất tốt. Cho nên nó được gọi là Multi-State Hybrid. Và sau đây thì Thành sẽ đi vào giới thiệu chi tiết mẫu LS500 này. Còn chiếc 500H này nó chỉ có một vài điểm khác biệt thôi, cho nên mình cũng sẽ ngắm nhìn qua những cái điểm khác biệt giữa hai mẫu 500 và 500H.
Nào mời các bạn hãy theo tôi. Phía đầu xe của chiếc LS2021, tôi muốn các bạn tập trung vào đây. Phía chính giữa mặt ca lăng đó là logo Lexus, bằng chất liệu Mica rất sang trọng sáng bóng. Phía bên dưới logo đó là camera phía trước cùng hai logo phía bên gương chiếu hậu trong bộ camera 360 toàn cảnh. Và vị trí trung tâm đây là một chi tiết được khách hàng yêu thích gần như là nhất của các khách hàng Lexus, đó là diện mạo khỏe khoắn, hầm hố sang trọng, mặt ca lăng hình con suốt, được tạo bởi vật liệu T-shop cho phép khúc xạ ánh sáng mọi góc nhìn trông rất giống kim loại, mà thực ra là vật liệu là nhựa nhé, và khi bạn đưa ngón tay vào đây không bị sắc nhọn làm hại đến ngón tay của bạn. Điều này chứng tỏ cái độ tỉ mỉ hoàn thiện của cái mặt ca lăng. Họ không chỉ làm hoàn thiện về mặt bên ngoài mà họ còn làm tinh tế tỉ mỉ đến cả mặt bên trong của sản phẩm nữa. Và để tạo ra cái mặt ca lăng hình con suốt này thì là một quá trình cực kỳ công phu tỉ mỉ của các nghệ nhân thủ công bậc thầy, được tạo bởi 5032 lát cắt. Đầu tiên họ phải phác thảo trên giấy, sau đó đưa vào máy tính, tính toán và vẽ từng lát cắt như này. Trong cỡ khoảng 6 tháng thì mới xong được cái mặt ca lăng này. Và hình con suốt này là một biểu tượng độc quyền của hãng Lexus Nhật Bản. Lý do là bắt nguồn từ nghề dệt của ông tổ nghề Toyota là thương hiệu mẹ, và đã được đăng ký bản quyền sáng chế của Lexus và chỉ sử dụng trên xe Lexus mà thôi. Và ngày càng xu thế mở rộng mặt ca lăng thì đến nay phiên bản 2020-2021, tất cả các chiếc xe của Lexus với mặt ca lăng mở rộng rất hầm hố sang trọng, đi kèm viền bên ngoài đó là các chi tiết mạng chrome sáng bóng. Các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp nhá. Phía bên hông cũng là các chi tiết mạng chrome. Và các thanh hút gió đây, các miếng nhựa hút gió trang trí ở bên mang rất đẹp. Các hơi gió sẽ đưa vào đây, rất thể thao. 8 cảm biến gồm có 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau. Đây là vị trí móc kéo xe. Đây là có cả cụm rửa đèn pha tự động nữa. Và điều đặc biệt mà Thành muốn dành thời gian tập trung để nói về cái công nghệ đèn pha thích ứng thông minh mới trên chiếc LS500 2021, đó là công nghệ đèn pha thích ứng thông minh. Ở đây các bạn thấy biểu tượng Lexus nhé, dấu ấn Lexus ở đây. Và 3 thấu kính full LED. Theo cái thiết kế mới thì cụm đèn daylight ban ngày giờ đây đã được tích hợp vào đưa vào bên giữa cụm đèn, chia ra cụm đèn pha thành 2 tầng gồm 3 bóng đèn LED ở trên, một bóng đèn LED phía bên trong dùng để chiếu xa, và cũng chính là cái gương cầu trong hệ thống đèn pha thích ứng thông minh, cho phép cung cấp hệ chiếu xa hiệu quả hơn 75%. Và chỉ với 24 bóng LED thôi nhưng Lexus người ta đã làm ra cái hệ chiếu sáng với hiệu ứng tốt hơn và gần như là hiệu quả hơn cả 400 bóng LED nữa. Và đèn mở rộng góc cua được tích hợp vào bên trong như thế này đây, để giúp khách hàng vào cua được an toàn hơn. Trên nắp capo này được tạo bởi là vật liệu hợp kim nhôm nhé. Các bạn thấy hợp kim nhôm thì khả năng đàn hồi rất là tốt và bảo vệ khách bộ hành trong trường hợp mà khách bộ hành xảy ra những cái va chạm lao lên đầu xe. Và hợp kim nhôm này nó sẽ tạo một cái khoảng cách với động cơ, để khi xảy ra va chạm thì các bạn biết nhiệt độ động cơ khi vận hành rất nóng sẽ cách cái khoảng cách ra để tạo cái sự an toàn cho người bộ hành. Và chiếc xe này cũng có những cái piston, đây là công nghệ pop up hatch của Lexus, tức là khi xảy ra va chạm thì hệ thống máy tính sẽ tính toán. Đây các bạn thấy nhá, vị trí đây là những cái vị trí pop up hatch này. Khi xảy ra va chạm thì nắp capo sẽ được các piston này đẩy lên để tạo một cái khoảng cách nắp capo với dưới động cơ. Và cái cần gạt mưa này cũng thế, cũng được thiết kế dấu kín ở đây, vì cái cần gạt mưa này trong quá trình xảy ra va chạm cũng có thể làm tổn thương đến người bộ hành. Thì đây là những cái thiết kế hết sức là nhân văn của Lexus. Đi về phía bên hông, Thành muốn giới thiệu với các bạn đó là hệ thống mâm lốp chống ồn mà gần đây được áp dụng trên rất nhiều dòng xe của Lexus. Chiếc xe này kích thước mâm là 20 inch, màu chrome khói rất đẹp, chỉ có trên LS 2021 mới có. Và đúc rỗng chân không là đúc rỗng ở viền vành này các bạn nhé. Thì các bạn biết môi trường chân không là không cho âm thanh, nhiệt, tiếng ồn truyền qua, cho nên đây là một yếu tố mà giảm ồn vào khoang cabin, mà chiếc xe Lexus rất êm và cung cấp cảm biến áp suất lốp cho từng lốp các bạn nhé.
Chiếc xe này sử dụng hệ thống khung gầm GAL mới của Lexus và chiếc xe được trang bị hệ thống treo khí nén cho cả hệ thống treo trước và treo sau. Chiếc xe sẽ có khả năng tăng chiều cao lên 3 cm, nhưng mà là hệ thống nâng hạ gầm này sẽ hỗ trợ khách hàng khi ra vào xe. Khi khách hàng vào xe thì khoảng sáng gầm xe sẽ tăng lên là 2 cm để khách hàng dễ dàng vào xe, và khi khách hàng ra khỏi xe thì khoảng sáng gầm xe sẽ hạ xuống 1 cm để giúp khách hàng cũng dễ dàng ra vào xe. Và hệ thống ghế cũng tự động nhả và duỗi cái phần co rụm của ghế. Cụm gương chiếu hậu vẫn là cái thiết kế hai màu, đây là màu đen cho nên là thiết kế là đồng màu. Đấy, thiết kế rất là tính nhân văn, gồm có cánh hướng gió này. Và cái gương chiếu hậu được đặt lùi cột A như thế này thì như các bạn đã biết rồi, cái khoảng điểm mù cột A rất là nhỏ. Và trên gương thì gồm có xin nhan báo rẽ LED trên gương này, có cảnh báo vượt, có cảnh báo điểm mù đó, và có cả những cái vùng mở rộng của vùng quan sát trên gương. Dưới gương là camera hông. Bên thân cửa thì ta thấy là một thanh chrome sang trọng kéo dài dọc suốt thân xe. Những chiếc xe đắt tiền sang trọng mới có. Và tay nắm cửa cũng là một chi tiết chrome nữa. Bên tay nắm cửa này là một điều đặc biệt là nó sẽ phát ra ánh sáng khi mà chủ nhân của chiếc xe lại gần vào trong điều kiện đêm tối. Thay vì nhiều chiếc xe đặt đèn chiếu sáng ở phía gương thì thực sự là vùng chiếu sáng không hiệu quả. Theo Thành thì đèn chiếu sáng đặt bên cửa nó rất là hiệu quả, giúp khách hàng quan sát ra vào dễ dàng hơn và tăng cái tính sang trọng nữa. Và trên thân cửa thì cũng tích hợp các vị trí mở khóa cửa để tạo cái sự dễ dàng khi ra vào xe. Và chiếc kính của chiếc LS 2021 này có điều gì đặc biệt, đó là tất cả các vị trí kính trên xe đều sử dụng là hai lớp, tăng khả năng chống ồn, chống tia UV, tia cực tím nữa. Những dòng xe cao cấp thì đương nhiên là bao gồm luôn cả cái chi tiết mạ chrome đi xung quanh viền kính. Chiếc xe nào cũng vậy rồi. Đấy. Nhưng họ làm thì rất tinh tế sang trọng. Cột B thì là chất liệu piano bóng này. Dòng xe này thì thiên về độ thể thao cho nên sẽ có thêm cả cái đuôi gió nữa, đuôi định hướng gió phía sau. Và dưới đuôi gió ở đây các bạn thấy là cái đèn LED, đèn báo phanh trên cao rất sắc nét nữa. Và đi tiến về phía đuôi xe LS 2021 cũng vẫn là một cái sự đồng điệu về mặt thiết kế hết sức sang trọng và tinh tế. Đầu tiên là nẹp bên hông này. Đó, sẽ là kết thúc của cái giải nẹp hông sườn nhé. Sẽ kéo dài bên hông. Và tiếp đến là hai cụm ống xả thể thao. Và các bạn thấy, ở đây là dưới nẹp biển số cũng là chi tiết mạ chrome ôm trọn với cụm đèn hậu. Hệ thống bóng đèn thì các bạn phải để ý đầu tiên là cánh hướng gió ở đuôi này. Rất nhiều các chi tiết khí động học này. Rồi những cái đường gân kéo xuống ở đây, trong rất nhiều các mẫu xe của Lexus gần đây. Không hề đơn giản những cái đường gân này đâu nhé, đều có ý đồ cả vậy. Và hệ thống đèn hậu của Lexus vẫn là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chữ L theo như Alphinite được xếp chồng lên nhau cách điệu như những đôi cánh vậy, để nâng chiếc xe đi xa hơn. Và đây là những chi tiết chrome được sơn bóng mờ, tăng cái diện mạo thể thao cho chiếc xe. Và chiếc cốp này cũng được trang bị hệ thống đá cốp thông minh. Đây, Thành sẽ cầm theo chìa và Thành sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Chiếc cốp lên xuống rất nhẹ nhàng. Các bạn thấy rất là nhẹ nhàng, êm ái đúng không ạ? Êm ái mà. Wow, đây là nội thất chiếc xe mà theo tôi là đẹp nhất của Lexus từ trước đến nay, là sự kết hợp giữa màu đỏ và màu đen. Các bạn hãy cùng tôi khám phá lần lượt nhé, trước sự choáng ngợp. Và bây giờ tôi sẽ khuyên các bạn là hãy vận dụng mọi giác quan, nghe, ngửi, nhìn, chạm để khám phá tất cả những cái gì tinh túy được cho là đẹp nhất của nội thất xe Lexus, một chiếc xe mang đậm nét truyền thống nhân văn của Nhật Bản. Các bạn hãy cùng tôi nhìn màn hình táp lô nhé. Tôi bắt đầu khởi động. Màn hình quá đẹp các bạn ạ. Và ở phiên bản 2021 LS LS 500 hay còn gọi là LS 500 đi, tôi gọi vậy cho dân dã. Màn hình đã được thiết kế tiến lên 148mm, tức là tiến lại gần người ngồi hơn. Và màn hình này có chức năng cảm biến nhé. Đấy, có bản đồ tiếng Việt, lại còn có cảm biến nữa. Và chiếc vô lăng này là sự hòa lẫn
giữa phong cách sang trọng cũng như thể thao nhé. Các bạn có thể thấy ốp gỗ rất là elegant, các vân gỗ rất là hoài cổ vintage, xen lẫn là các đường kim mũi chỉ màu đỏ bọc xung quanh. Phía trung tâm là logo Lexus mạ bạc, sang trọng. Và đây, các chi tiết mạ bạc đây, ôm trọn bên ngoài. Cái trình độ mà họ chế tác, độ hoàn thiện cao rất đẹp. Và các nút bấm dạng xước, không để lại vân tay. Thao tác rất nhạy, có thể thay đổi tùy chỉnh, tra cứu các thông tin hỗ trợ lái xe, cũng như thay đổi toàn bộ những chế độ giải trí ở bên màn hình trung tâm mà các bạn không cần phải thao tác với sang màn hình. Ở đây chiếc xe này sẽ có đầy đủ tính năng an toàn như là ga tự động, phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn, vân vân. Và kết hợp với hai lẫy chuyển số trên vô lăng nữa. Phía bên trái này là hệ thống đèn pha. Và hệ thống đèn pha này như tôi đã giới thiệu ở bên ngoại thất rồi, có tính năng tự động điều chỉnh pha cốt. Và bên tay phải này vẫn là hệ thống gạt mưa tự động thôi. Màu nội thất chiếc xe này là sự phối hợp giữa màu đỏ và màu đen, rất đẹp. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng phải mặc một bộ suit màu đỏ màu đen như vậy để cho nó hợp tông. Và các bạn cùng tôi chạm cảm nhận đây nhá. Phía trước đây là lại là da lộn này. Và đây là hoàn toàn bằng da, có khâu chỉ đỏ, chỉ trắng nhá. Rất đẹp, rất tinh tế. Vô lăng thì lại màu đen và lưng ghế thì lại là màu đen, kết hợp với những cái đường may đều tăm tắp bằng chỉ đỏ. Và chất liệu trên chiếc ghế da của chiếc LS 500 này là chất liệu semi aniline. Nó có sự mềm mại, êm ái, thoải mái, rất sang trọng. Các bạn phải chạm, cảm nhận thì mới cảm nhận hết được. Và chiếc ghế này có thể điều chỉnh là 23 hướng nhé. Ví dụ tôi có thể chỉnh tiến lên, lùi xuống, và nó có thể ôm hai phần ghế này vào, ôm hai phần ghế này vào, ôm hai hông ghế này vào, đệm hơi lưng. Và toàn bộ 4 ghế tại chiếc xe LS đều được trang bị hệ thống massage ghế. Có một điều đặc biệt rằng là khi tôi mở cửa tiến vào chiếc xe thì như được hiểu rằng là chủ nhân bước vào chiếc xe, chiếc ghế tự động trượt ra và hệ thống thắt dây an toàn tự động nhô lên. Đây đúng là cái tinh thần hiếu khách, đoán trước được cái nhu cầu khách hàng Omotenashi nổi tiếng của Nhật Bản. Và chiếc ghế lái này còn được trang bị 3 vị trí nhớ ghế nữa. Ngoài ra, tại vị trí nhớ lái thì tôi có thể điều chỉnh luôn cả ghế cho người ngồi bên cạnh nữa. Tôi chọn ghế ngồi bên cạnh và tôi điều chỉnh ghế. Đấy, tôi sẽ quan tâm đến vị trí của người ngồi bên cạnh được nữa. Đấy, rất nhiều tư thế. Đấy. Bảng đồng hồ táp lô này, sử dụng công nghệ digital rồi, không còn là analog cổ điển nữa. Rất thể thao luôn. Đó, và mỗi lần tôi thay đổi chế độ lái thì lập tức là cái bảng màu hiển thị trên đồng hồ này thay đổi màu sắc để tạo sự phấn khích khi điều khiển. Và thông báo rất nhiều các thông số, cung cấp rất nhiều các thông số cho tôi để tôi hỗ trợ trong quá trình điều khiển và lái xe. Ví dụ như là cảnh báo xuất lốp này, hệ thống cảnh báo phanh là khoảng cách lệch làn đường này. Và ở vị trí màn hình 12,3 inch này thì chúng ta có thể kết nối chuẩn điện thoại Apple CarPlay hay Android Auto qua cổng kết nối cáp và sạc ở vị trí tùy tay này. Đây, tùy tay, có thể mở hai bên. Và nằm vị trí trung tâm không thể thiếu được ở mỗi chiếc xe Lexus, đó là chiếc đồng hồ dạng analog cổ điển. Và vị trí táp lô này là một điểm mà Thành rất thích. Đó là một câu chuyện thú vị. Đây chính là tượng trưng cho chiếc đàn Hakuto nổi tiếng từ thời Edo Nhật Bản. Lấy cảm hứng từ chiếc đàn Hakuto, bảng táp lô trung tâm tựa theo như một chiếc đàn với các dây đàn mảnh, sắc nét, vuông dài từ chính cụm đồng hồ này, chỉnh qua các nút khởi động start stop và kéo dài đến cánh cửa. Các bạn thấy thiết kế bằng nhôm thép rất đẹp. Phía dưới cây đàn Koto thì các bạn có thể thấy các nút bấm được thiết kế nhựa đen kết hợp với nhôm. Và chiếc xe này sử dụng là hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, có lọc bụi phấn hoa, có cân bằng ion. Và đi bên ngoài là bao giờ cũng chi tiết bọc da. Và phía dưới vẫn không thể thiếu được với mỗi chiếc xe Lexus, đó là một ổ đĩa DVD. Chiếc xe được trang bị hệ thống loa là 23 loa McLavision, có công nghệ nhúng lượng tử QLI, đem đến trải nghiệm âm thanh 3 chiều tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng không chỉ nghe được âm thanh đơn thuần mà còn được cảm nhận được không gian xung quanh như một buổi hòa nhạc. Như các bạn đã biết,
nội thất trên mỗi chiếc xe LS500 sẽ được khách hàng tùy biến, lựa chọn thay đổi theo ý thích của mình. Và chiếc xe này là sự kết hợp giữa màu đỏ, màu đen và các bạn thấy ở phiên bản 2021 là một vân gỗ Atwood, gỗ nghệ thuật và được điêu khắc cắt laser, chế tác tinh tế tỉ mỉ và cực kỳ đẹp ở bên hông cửa. Ở phía trước cũng như phía sau, gỗ này là gỗ Atwood các bạn nhé. Vị trí bệ tì tay và cần số nữa cũng hoàn toàn là gỗ Atwood. Và các bạn nhìn kỹ này, những cái vân gỗ này này, thực sự tuyệt vời làm sao. Không thể tin được những cái vân gỗ này lại được tạo bởi bàn tay con người và các công nghệ hàng đầu của Nhật các bạn ạ. Nhìn rất thật luôn ấy. Nó vân vân ấy. Và các thao tác tôi bấm ra mở vào không có một tiếng động nào hết. Không hề có một tiếng động nào. Rất êm ái. Chiếc cần số này sẽ xuất hiện trên những chiếc xe đắt tiền nhất của Lexus. Và chiếc LS500, tôi nhớ là LC500 nữa. Các bạn nhìn tôi thao tác di chuyển cần số này. Đẩy sang trái, xuống dưới là tiến. Đó. Bán tự động này, lùi này, mò này và đỗ xe này. Vị trí bảng điều khiển cần số thì bên cạnh đó có một bảng di chuyển touchpad xuất hiện trên những dòng xe mới nhất của Lexus bây giờ. Hoàn toàn có thể thao tác bằng nút bấm. Làm tôi liên tưởng giống trên chiếc laptop, máy tính. Và có thể cảm biến đa điểm được nhé. Và thay đổi được lực thao tác vào cái bảng điều khiển này. Và người ngồi điều khiển ở đây có thể điều khiển nâng hạ gầm. Nâng hạ gầm cho chiếc xe. Chiếc xe sẽ có khả năng thay đổi chiều cao là 3cm. Nhưng cái hệ thống thay đổi chiều cao của xe này mục đích là giúp khách hàng ra vào dễ dàng hơn. Nâng hạ rèm này, sưởi ghế, sấy ghế, làm mát ghế và chỉnh ghế. Và ốp bên ngoài các chi tiết cửa gió lần này là một chất liệu bằng nhựa bóng piano. Và Lexus họ vẫn luôn làm những cái điều này thực sự là rất tốt, rất bền. Toàn bộ những chiếc xe đắt tiền của Lexus đều sử dụng viền đèn nội thất là đèn màu trắng. Và nguồn gốc của họ là bắt nguồn từ đèn Andon. Người Nhật thì họ luôn luôn tạo ra những cái không gian ngăn để chứa đồ cực kỳ sáng tạo và cực kỳ nhiều để chiếu chuộng khách hàng. Và đây thì Thành sẽ sử dụng để cất chìa hay cất phí là thu bảo trì đường bộ hay gì đó. Rất tiện lợi, nhẹ nhàng, êm ái. Bên trong lại còn được chất liệu là lót nhung nhé, giống trong lót nhung của bệ tì tay. Trên xe tôi thấy là không sử dụng quá ba màu, có màu đen của gỗ của ghế, màu đỏ của da táp lô và màu trắng là của đường kim mũi chỉ và màu của ánh nhôm ánh thép. Ba màu cực kỳ đẳng cấp. Bước vào không gian ngồi phía sau thì cảm nhận một mùi hương thơm rất sang trọng. Mùi này là đến từ gỗ, da. Và các bạn để ý này, cái trần này là trần da lộn, rất đẳng cấp này. Ốp cửa hoàn toàn bằng da hết nhé. Những miếng ốp cửa này, tay nắm cửa này, giống trên chiếc LC500 bằng nhôm này. Màng loa, da báo, Maclevision. Và phía trước mặt các bạn là hai màn hình giải trí 11,6 inch. Và cho phép các bạn phát nguồn màn hình dữ liệu media từ màn hình trung tâm của người lái. Hay là bạn có thể sử dụng một chiếc đầu ổ đĩa Blu-ray ở đây. Bạn có đem theo một đĩa phim hay một đĩa ca nhạc Blu-ray, bạn có thể cho vào đây. Và sau đó bạn sẽ mở cái hộp tì tay này lên, cắm nhạc cổng 3.5 và thay đổi âm lượng ở đây. Là bạn có thể khám phá một bộ phim một mình rồi. Rất hay phải không ạ? Đây là vị trí hộp lạnh. Để chúng ta chúc mừng năm mới, ăn mừng những bản hợp đồng ký kết thành công. Mà chiếc hộp lạnh này chia sẻ với các bạn chỉ có trên chiếc LS500 thôi. Còn trên chiếc LS500H màu xanh kia thì sẽ không được trang bị. Bởi vì lý do là đằng sau chiếc hộp lạnh là vị trí để thiết kế đường điện của động cơ hybrid. Cho nên hộp lạnh chỉ được trang bị trên chiếc động cơ xăng này thôi. Phiên bản 2021 lần này thì Lexus đã trang bị cho chúng ta một ngôn ngữ hoàn toàn tiếng Việt. Thao tác hoàn toàn dễ dàng, thân thiện. Có thể điều chỉnh rèm, rèm sau, nâng hạ rèm lên. À, cái rèm hông này này. Lên xuống rất kín, rất nhẹ nhàng êm ái. Và lên cả cái cửa phụ đằng sau nhé. Rất tỉ mỉ ạ. Đó. Và đây là vị trí loa, được đặt vị trí trên trần xe. Ở đây nữa, có thể vị trí tôi xoay gương nữa này. Có đèn này, là vẫn là cái màu đèn Andon. Các bạn thấy không? Không hề làm chói mắt người sử dụng. Cửa gió thì ngay trên phía trên đầu. Có vị trí móc đồ này,
móc treo quần áo, tay nắm cửa, cũng làm bằng da nữa. Cầm thôi đã thấy chắc chắn, đã thấy sướng, đã thấy êm rồi. Cổng sạc, rất nhiều vị trí cổng sạc quanh xe. Cái tay nắm cửa này tôi rất thích các thiết kế trên các tay nắm cửa của Lexus. Đó là vị trí tay nắm cửa luôn luôn tạo một thành một đường thẳng song song với cả bệ tì tay, để cho các bạn kết hợp với dòng da semi aniline này, êm ái nhẹ nhàng, lại còn ngồi đúng tư thế của một chiếc sofa nữa, thì đi đường xa hoàn toàn không mỏi mệt. Và bây giờ các bạn hãy cùng tôi khám phá tư thế ngồi của cái ghế bệ đỡ Ottoman này ra nhé. Để thực sự là thương da này, đi đường dài này, tôi sẽ bấm thao tác nút bấm này lên, chọn ghế này, sau đó chọn đây. Đấy, tự động hàng ghế phía trước, không có ai ngồi sẽ tiến lên. Nhưng mà cái ghế này tiến lên rất hay là cái màn hình này vẫn sẽ được tính toán để tinh chỉnh, để tôi dễ dàng quan sát. Đó, mọi cái rất là nhẹ nhàng. Rồi, sau đó tôi chỉnh cái bộ đỡ chân. Thực sự là thoải mái, thực sự là đẳng cấp, thực sự là đáng tiền. Và bây giờ tôi sẽ kết hợp với nâng rèm sau lên, tạo sự riêng tư. Chiếu một bộ phim hay bật một bản nhạc cổ điển hay một bài nhạc yêu thích bằng hệ thống 23 loa Marlevision, sau một ngày dài mệt mỏi ký hợp đồng, thì thực sự là không còn cảm giác gì bằng nữa. Sung sướng là như thế nào? Sung sướng là đây chứ đâu. Rồi sau đó tôi bật hệ thống massage nữa. Các bạn thấy nhá, massage 4 ghế, hàng ghế sau thì lại có massage bằng hơi nóng nữa. Đấy, massage hay còn gọi massage đá nóng vậy, thư giãn. Đấy, có rất nhiều chế độ thư giãn này, 5 cấp độ này, thư giãn toàn thân này. Wow, chào các bạn nhá, Thành sẽ chợp mắt đây. Nếu như chất liệu da trên chiếc LS500 màu đen kia sở hữu vật liệu da là semi aniline khá là cao cấp rồi, thì trên chiếc LS500H này còn sở hữu chất liệu da cao cấp hơn, đó là dòng da L aniline. L aniline thì cảm nhận bằng mắt thường thì không thể phân biệt được so với semi aniline, nhưng mà cảm nhận bằng tay thì Thành có chia sẻ với các bạn là cái độ mềm, độ êm nó còn vượt trội hơn một chút nữa. Dòng da L aniline này, các kỹ sư người ta đã đưa thêm 1% da sống vào để tạo cái độ mướt, độ thoải mái nhất khi khách hàng người ta sử dụng hàng ngày. Và dòng da L aniline cũng như semi aniline này có một đặc điểm là càng dùng lâu, càng dùng thì càng bền, càng êm, càng bền, và nó sẽ có độ bóng, độ mướt rất là vintage, rất là hoài cổ, càng dùng càng đẹp. Và cách bảo dưỡng cái dòng da này là các bạn chỉ thường xuyên lau vệ sinh bằng khăn ẩm thôi, không nên lau bằng các hóa chất độc hại nhé, thì dòng da này sẽ càng dùng càng mềm. LS2021 thực sự là một mẫu xe sedan cực kỳ sang trọng đẳng cấp, với 8 màu ngoại thất và hơn 5 màu nội thất. Và hiện nay Lexus Việt Nam đang phân phối với 6 phiên bản, trong đó có một phiên bản cực kỳ đặc biệt, nội thất vải, xếp lớp và ốp kính Kiriko bên cửa. Với thời gian đặt hàng hơn 1 năm, số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế trên toàn thế giới. Nếu các bạn đang quan tâm mẫu xe này, những vị doanh nhân, chủ tịch Thành Đạt, hãy vui lòng gọi điện cho em Thành để em Thành là người phục vụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.